5. Ông Vũ Văn Tường, họ và tên khai sinh Vũ Văn Tường, ngày tháng năm sinh 24 tháng 11 năm 1964, giới tính nam, quốc tịch, chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh, xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, quê quán, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nơi đăng ký thường trú, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi ở hiện nay. Thôn đường 10 Tây, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, số thẻ căn cước công dân 0370-640-00468, ngày cấp 26 tháng 5 năm 2016, cơ quan cấp, Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an. Dân tộc Kinh, tôn giáo, công giáo, trình độ, giáo dục phổ thông 12/12 bổ túc, chuyên môn nghiệp vụ, đại học ngành luật kinh tế. Lý luận chính trị, trung cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B, nghề nghiệp hiện nay, cán bộ, chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồi Ninh, nơi công tác, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày vào Đảng, 18 tháng 3 năm 1992, ngày chính thức, 18 tháng 3 năm 1993, số thẻ đảng viên 150504366. Chức vụ trong Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tình trạng sức khỏe tốt. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2001, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn các năm 2013, 2014, 2020. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng, Đảng, chính quyền, đoàn thể, không bị kỷ luật, không có an tích. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Chính Tâm khóa 14, 15, 16, 17, 18, 19, nay là xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn. Tóm tắt quá trình công tác. Thời gian từ tháng 2 năm 1982 đến tháng 12 năm 1985, nhập ngũ vào quân đội tại đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 1 năm 1986 đến tháng 12 năm 1994, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thôn Mông Hưu, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nay là xã Xuân Chính. Từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 11 năm 2001, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa 9, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nay là xã Xuân Chính. Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 5 năm 2003, Đảng ủy viên, Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006, Đảng ủy viên, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nay là xã Xuân Chính. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nay là xã Xuân Chính. Từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 9 năm 2019, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nay là xã Xuân Chính. Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa các vị đại biểu cử tri, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa: một là tập trung nghiên cứu học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hai là phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử, dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước
đến với cử tri và nhân dân. Ba là tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế chính sách vừa đúng quy định của nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Bốn là tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Năm là thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ, đó là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với nhân dân.